tu học Tịnh Độ Tông có ba điều kiện. Chư vị tổ sư xưa nay gọi là ba nguồn tư lương. Thứ nhất là tính, thứ hai là nguyện, thứ ba là hạnh. Hạnh nghĩa là thực hành. Tính đặt ở điều kiện đầu tiên. Thế nào mới gọi là tính? Đại Thừa Nghĩa Chương nói câu này rất hay: tâm phải thanh tịnh, không có nghi hoặc, vậy mới gọi là tính. Tin trong Phật Pháp không giống niềm tin của các tôn giáo khác. Thế gian rất nhiều tôn giáo, họ cũng đặt niềm tin ở vị trí hàng đầu, nhưng niềm tin của họ thứ nhất là tinh thần, tin Thượng Đế. Trong Phật Pháp không như thế. Phật Pháp đầu tiên là tin chính mình, hoàn toàn khác nhau. Quý vị xem trong Di Đà Kinh Yếu Giải, Đại sư Ngẫu Ích nói cho chúng ta về sáu loại tin. Thứ nhất là tin chính mình. Tin bản thân là gì? Tin chính mình vốn là Phật. Nếu chúng ta không tin điều này, học Phật sao thành Phật được? Trong Tịnh Độ Tông lại càng đặc biệt: tin tự tâm tức là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà tức là tự tâm. Tịnh độ tức ở đây tức tịnh độ. Quý vị có tính tâm này chăng? Không có niềm tin này, hèn gì niệm Phật không có cảm ứng, hèn gì niệm Phật không được tam muội. Vậy thì đầu tiên là tin chính mình, tiếp đến mới tin Phật. Đây là tin tha, tin Phật A-di-đà, tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đích thực có một người là Phật A-di-đà, đích thực có vấn đề này, chân thật không hư dối. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta. Nếu không có Ngài giới thiệu, chúng ta cũng không biết có thế giới Cực Lạc, cũng không biết có Phật A-di-đà. Đây là điều thứ hai, tin tha. Thứ ba là tin sự. Đích thực có điều này. Thứ tư là tin lý. Thứ năm là tin nhân. Thứ sáu là tin quả. Chúng ta chỉ cần y theo lời dạy trong kinh điển, đạo lý, phương pháp, cảnh giới trong kinh điển đều là nhân. Tinh tấn nỗ lực tu tập, giảng sanh nghĩa là chứng quả. Ngài Ngẫu Ích đã nói cho chúng ta sáu niềm tin này, không hề hoài nghi sẽ có thành tựu. Nếu như có nghi hoặc, chứng tỏ niềm tin chúng ta không thanh tịnh. Trong đó xen tạp nghi hoặc, xen tạp vọng niệm. Xen tạp vọng niệm, tâm không thanh tịnh. Không những Tịnh Tông như vậy, mà tất cả Phật Pháp Đại Thừa
đều kiến lập trên niềm tin này. Ta phát tâm tu học mới có thành tựu. Kinh Hoa Nghiêm, tấn dịch là Lục Thập Hoa Nghiêm. Trong quyển thứ 6 của Lục Thập Hoa Nghiêm nói, niềm tin là mẹ của mọi công đức. Quý vị xem, niềm tin là nguồn gốc của học đạo. Bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu học từ kiến lập tín tâm. Đây là nguồn gốc của đạo. Vô lượng vô biên công đức của chư Phật Bồ Tát thành tựu từ đâu? Thành tựu từ niềm tin. Trong Di Đà Kinh Yếu Giải, Đại sư Ngẫu Ích nói, chỉ cần ta chân thật phát tâm, nguyện sanh tịnh độ, thật thà niệm Phật, tâm này chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Đại sư Ấn Quang đối với câu nói này khen ngợi hết lời, nói rằng Đại sư Ngẫu Ích nói quá hay. Các bậc cổ đức xưa nay chưa ai nói như vậy, chỉ có Đại sư Ngẫu Ích nói ra. Quý vị xem, rất nhiều ông bà cụ từ sáng đến tối niệm Phật A Di Đà, lúc lâm chung biết trước giờ đi, đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, nói với mọi người Phật A Di Đà đã đến, tôi thấy rồi, giờ tôi phải đi theo ngài. Họ đi thật. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều làm A Duy Việt Trí Bồ Tát, không phải là phát đại tâm Bồ Đề ư? Tuyệt diệu, không phải là giả. Đây là hạnh nguyện vô cùng thù thắng của Phật A Di Đà. Chư Phật Như Lai đều không có. Đến thế giới Hoa Tạng cũng không có. Đây là hiển thị sự thù thắng của Tịnh Độ Tông. Phát là tín nguyện, tu tức là hành. Đây là nói ra ba điều kiện quan trọng: tín nguyện, hạnh. Tín nguyện, hạnh, ba món tư lương. Tư lương là ngày xưa đi du lịch, ra ngoài đi du lịch phải mang theo một ít tiền tài, đó là tư. Ngày trước là mang theo một ít tiền vàng bạc, đi trên đường cần dùng, còn phải mang theo lương thực. Bây giờ không cần thiết, bây giờ có nhà trọ, có khách sạn, không cần mang theo lương thực, chỉ cần có tiền là được. Cho nên nói chỉ cần dùng tư, không cần dùng lương, tiện lợi hơn ngày xưa nhiều. Tính hạnh nguyện ví như tư lương cần dùng, cần chuẩn bị khi đi du lịch. Nếu không có tư lương thì mọi thứ đều không tiện lợi. Ba loại này như đỉnh ba chân, thiếu một cũng không được. Ba điều kiện này không thể thiếu điều nào. Tín là điều đầu tiên. Sau khi có niềm tin phải có nguyện. Nguyện sanh tịnh độ. Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay: giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta đi được hay không, tất cả đều do có tín nguyện hay không. Chỉ cần có tín có nguyện là có thể giảng sanh. Bởi thì khi lâm mạng chung, một niệm mười niệm đều giảng sanh thế giới Cực Lạc.
Hai chữ tín nguyện liên quan đến việc ta giảng sanh hay chăng? Vì thế chúng ta phải tin sâu nguyện thiết. Thật sự muốn đi. Hạnh là công phu niệm Phật. Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay: sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, phẩm vị cao thấp đều do công phu niệm Phật sâu hay cạn. Công phu niệm Phật sâu thì phẩm vị cao, công phu niệm Phật cạn phẩm vị sẽ thấp. Liên quan đến phẩm vị, quý vị xem Ngài không nói niệm Phật nhiều hay ít, không nói một ngày niệm mấy vạn câu Phật hiệu, không nói như vậy, là do công phu sâu hay cạn. Công phu là gì? Công phu nghĩa là chúng ta niệm sạch vọng tưởng tạp niệm, đó là công phu. Khi niệm Phật, trong tâm không có hoài nghi, không có tạp niệm, không có gián đoạn, đây là công phu. Chứ gì nên như trong tâm danh hiệu Phật không gián đoạn, không phải chỉ niệm bằng miệng. Miệng ngừng niệm không sao, Phật trong tâm không được gián đoạn. Có người hỏi: Phật trong tâm và Phật trên miệng có gì khác nhau? Có một số người nói: miệng tôi không niệm thì Phật trong lòng cũng quên. Nói thật, miệng có mà trong tâm không có, tức không có Phật. Quan trọng nhất là trong tâm có Phật. Trong Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương nói: nhớ Phật niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Niệm này là trong tâm có. Quý vị xem chữ niệm này là chữ hội ý. Ở trên là kim, kim là ngày hôm nay, bên dưới là tâm. Nghĩa là tâm bây giờ, cái tâm hiện tiền, trong tâm thật có, gọi là niệm. Trong tâm không có, không gọi là niệm. Chỉ niệm bằng miệng thôi chưa đủ. Cổ nhân có câu nói rất hay: miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn. Trong tâm suy nghĩ lung tung, hét rách cổ họng cũng chỉ uổng công. Một ngày dù niệm thật nhiều cũng vô dụng. Quan trọng nhất là trong tâm thật có. Vì thế chúng ta phải đem tâm này để Phật A Di Đà vào trong tâm. Ý nghĩa này rất khó lãnh hội. Chúng tôi dùng một ví dụ để quý vị dễ hiểu. Ngày xưa có một năm tôi ở Đài Loan, ở thư viện Cảnh Mỹ, là chuyện trước đây. Năm mới có một vị Phật tử là người thường đến học Phật ở thư viện chúng tôi. Đến chúc Tết nói rằng: bà nói thầy Tịnh Không, công phu niệm Phật của con bây giờ không tệ. Tôi nói: tốt quá. Bà nói: con buông bỏ được tất cả, chỉ có cháu chắc không buông được. Quý vị xem, bà ta nói không buông bỏ được cháu chắc. Tôi nói với bà: bà có thể đem Phật A-di-đà thay thế vị trí của con cháu bà, như vậy bà sẽ thành công. Quý vị xem, bà không phải ngày nào cũng nhớ cháu chắc, mà ngày nào cũng niệm Phật A-di-đà, A-di-đà Phật, nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ đến cháu chắc. Trong tâm có cháu chắc, đó là vật chướng ngại Phật A-di-đà. Bản thân nói công phu không tệ, vẫn không được, còn cách một tầng. Trong tâm có, miệng không có. Chân công phu, miệng bà không nhắc đến cháu chắc, nhưng trong tâm bà có.
Từ ví dụ này, chư vị có thể lãnh hội được trên tâm thật sự có Phật A-di-đà. Ngoài Phật A-di-đà ra không còn niệm nào khác. Dù không niệm một câu Phật hiệu nào, nhưng lại là chân niệm Phật. Giảng sanh tuyệt đối không có vấn đề gì, không cần người trợ niệm. Đây là điều chúng ta cần phải học. Niệm là tâm bây giờ, không phải chỉ niệm bằng miệng. Chúng ta xem tiếp. Di Đà hiệu là Đại Nguyện Vương. Pháp môn tịnh độ toàn nương vào nhất thừa nguyện hải của Phật Di Đà, lấy tín nguyện trì danh làm tôn chỉ. Một đời của Đại sư Ấn Quang giáo hóa chúng sanh, thật thà trung hậu, làm hết trách nhiệm, không tà ngụy, lương chân thành, tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ. Mấy câu này là truyền tâm pháp yếu của Tổ sư Ấn Quang. Có người nói Đại sư là Bồ Tát Đại Thế Chí tái sanh. Quý vị xem truyền tâm pháp yếu của Ngài, Ngài rất tương ưng với Bồ Tát Đại Thế Chí. Đúng là nhớ Phật niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Không tạp niệm, không hoài nghi. Niềm tin của chúng ta phải như vậy mới được, phải phát nguyện như vậy mới được. Làm gì có chuyện không giảng sanh?